Kể chuyện cái vụ con chó với con mèo bên đây, mà thiệt chó mèo bên đây nó sướng hơn con người ở bên xứ mình nhiều. Nói ra thấy nó tủi quá. Thể theo lời yêu cầu của một số rất đông, và nói nhất định yêu cầu Cường kể cái chuyện gia đình chú Thòn vượt biên. Quý vị có đồng ý không? Cường xin kể cái chuyện Tiêu Lâm hài hước với gia đình chú Thòn vượt biên này quý vị nghe. Cách nay 10 năm, không dám giấu gì quý vị, Cường kể cái chuyện vui này đó. Tiêu Lâm hài hước này, con cô bạn không biết bữa nay có đi đây không? Không biết cô có đi đây không? Dạ, cô có bầu gần sanh. Mà Cường kể cái chuyện này ra, cái cổ về cổ sanh non. Không biết cái cháu tôi nó sanh đó. Cô làm ơn cô đặt nó là Hùng Cường, nó có gì cô chửi cha nó. Chết tí mày nghe Hùng Cường, mày làm tao đẻ non. Đâu có không biết cái chị mà chỉ với chị cười quá trời, chị đi với chồng chị cái chị cười quá trời. Anh ơi đưa em vô nhà xem, bảo sanh, em sắp sanh rồi, sắp sanh rồi, sắp sanh rồi. Đưa vô thiệt sanh thiệt. Bây giờ kể lại, xin thưa quý vị, ai có bầu cỡ 8 tháng trở lên làm ơn ra khỏi hội trường. Dạ thưa quý vị, cái chuyện này thì thật sự nó không phải là tục tằn, tục ta, tục tiểu gì hết á. Rất là tự nhiên. Cái chú Thọn là chú là người, chú là người Việt, chú là người người Việt gốc Hoa. Chú nói tiếng Việt Nam không có rành, mà chú cưới vợ Việt Nam, chú mê vợ Việt Nam, rồi chú sanh con đẻ cái hai dòng máu. Ôi chú nhiều chuyện lắm. Sau cái ngày 30 tháng 4 đó, cái chuyện xảy ra trong gia đình chú như thế này. Dạ bây giờ kính thưa quý vị, cho Cường hồi xưa Cường hát ở trong cái Dạ Lý Hương, đoàn cải lương Dạy Hương, Cường đóng cái vai tình chú Thòn. Bây giờ quý vị cho Cường trở lại cái vai tình chú Thòn đó, Cường nói tiếng Việt mà qua cái giọng giọng Hoa. Dạ, nó nói tiếng Việt không rành mà tức cười lắm. Ba má cũng kêu hai đứa tụi nó. Dạ bây giờ bắt đầu. Xin chào hết thảy tụi bay ha. Tuy là chú Thòn, xin lỗi tụi bay ha, ta nói tiếng Việt cũng ngoi dành lắm. Mà muốn kể cái chuyện vui này là ta kể cái chuyện vui ở gia đình ta đi vượt biên trốn khỏi cái chế độ cộng sản, ta kể cái chuyện vui buồn này, cái chuyện lao lùng gia đình ta cho tụi bay nghe ha. Lẽ nào có lao lùng như tao thông cảm, lẽ nào không có lao lùng là dán dặn chút xíu nữa ngon là trở về Việt Nam mà thấy cái chuyện lao lùng liền nè. Là mở nè, áp bành Thòn nè, trước ngày 30 tháng 4 đó, 75 năm, ngồi với bà má của ngồi là ngồi với hai đứa tụi nó ở chợ Nứng á, sống ở dưới quận 5, quận 6 ở chợ Nứng, nằm ăn là làng bằng tuổi té, nói vô nó giải phóng làm sao không biết nữa. Trời nó lánh tươi sản, tiểu tươi sản gì á, tuổi tiền 2-3 lần, gia đình cho nghèo hết chân hết trời, giờ không có tiền không có vàng nữa. Là mới tính cái tiền vượt biên. Hồi xưa trước khi cộng sản vô đó, giải phóng vô đó, mình muốn ăn ỉa lâu, mình ỉa lâu, không có ai nói gì mình hết chân. Cộng sản vô rồi đó, khô quá, tiền chút, nưng chút cũng phải xin giấy này. Trời ơi, nưng mà phải xin giấy á. Nưng nưng ở đây, muốn qua nưng bên kia phải có cái dây mới nưng liệt. Trời ơi, chết rồi, tụi do cái gì kỳ cục vậy cha. Để cái phường này qua cái phường kia, bị trận liền hủy giấy hủy gặt lung tung. Trời ơi, cái chế lộ gì mắc dịch. Khổ quá, ở chợ Nứng không liệt. Ngồi nói với hai đứa bà ma ngộ lắm, đi ra Sài Gòn ỉa liền. Không thèm ỉa chợ Lứng nữa. Rồi hai đứa bà má ngộ đó, nó nghe lời ngộ nó ra nó ỉa quận 3. Ỉa quận 3 đâu có yên đâu. Tối tiền hoài, tối 3-4 lần rồi, chết hết mẹ cũng không có tiền xài nữa. Nó lấy mình 2-3 triệu, nó lừa mình có 200 xài chơi à. Chịu không chịu ly thưa. À, nhà nước mời mình tới hầu. Mình ly thưa mà nhà nước mời mình tới hầu. Lớ mơ cho đi lên dùng kinh tế mối. Chết mẹ không? Sợ quá. Ngộ mới hùng tiền với thằng bạn lông lông cái tạo với dạch giá vượt biên. Chừng nào nó lông xong là ngộ tê vợ con mình, ba má hai đứa của ngộ, hai đứa ba má ngộ xuống với đi vượt biên, trốn khỏi Việt Nam cho rồi. Ỉa lo làm chi nữa, khổ quá. Thì là
Hùng Tiền đó dẫn người thằng Phạn nó lên, đưa nó 50 lượng vàng, ngon ngóp hết trơn à. Tiền cha, tiền mẹ, tiền ông, tiền bà lượt 50 lượng vàng đưa cho nó. Hùng lông cái tàu ở dưới Dạch Gia. Nhưng mà ngộ nghe nói nó manh mùng dữ lắm à. Mặc dù là bạn mình chứ, lâu lâu tôi phải mua cái giấy xe lò ở Phú Lâm á, bên xe lò lắm. Tôi đi xuống Dạch Gia tôi coi nó lông chưa. Mình không thăm nó, lưỡi nó lông rồi, nó phán khách, lông hết chân hết chọi, nó ly, nó bỏ mình lại chết mẹ. Tôi mới xuống tôi thăm, mua cái giấy xe lò. Xe lò luôn chạy, 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 chạy. Cái tự nhiên nghe nghe thắng cái két. Mà ngó lầu ra cái cửa sổ mà thấy, trời ơi, xe lò lậu dài dài, lông nó quá. Cổ tưởng là kháng chiến về phục quốc về lập mô. Đường lôi lôi nói vậy, phải kháng chiến về không? Phải phục quốc về lập mô. Lần sau nghe cái xương sống mình nó lạnh lạnh, ngó lời thấy cái hồn xuống AK. Trời ơi, ông cán bộ, ông cán bộ công an đeo cái băng lỗ lỗ này. Công an không biết công an ở dưới cái chỗ đó, quý vị biết cái ngã ba Trung Lương đó, đi thẳng vô Mỹ Tho, đi quẹo bên này xuống Bắc Mỹ Thuận đó, có chim quay, có gà quay, có ổi, có xá lị, có mặn lừa, có xoài. Trời, lừng nhắc nữa, nhắc ngủ thèm quá. Ở luôn môn lắm, ngay cái ngã ba đó, người ta kêu ngã ba Trung Lương. Cái ông cán bộ lưng lần sau thọt cái cây súng vô lại, hỏi mày lôi cái gì đó, đi đâu đây? Trời ơi, trái tim ngồi lặng mạnh quá rồi, chết mẹ nó hủy rồi, công an hủy, đi đâu? Thưa ông cán bộ, tôi đi thăm bà con ở dưới Dạch Giá. Đi đâu? Đi thăm bà con hay đi vượt biên? Chết mẹ nó nói chúng tìm đen mình rồi. Ai nói với nó biết mình đi vượt biên. Trời ơi, tôi bắt đầu tôi dung quá. Thì dùng mà không có lòng cán bộ ơi. Tôi cái nó mất dây được rồi. Nó hủy dây tôi. Nó thấy cái mặt tôi xanh hết chân rồi. Nó nói mất dây được rồi. Ông nội tôi cũng không dám mất dây thì đưa cho nó coi nữa. Nó cầm cây súng AK mà. Nó 17 tuổi lăn còn lăn cháo mình. Mình gần 60 tuổi rồi nó kêu mình bằng mày không à. Móc giấy lên coi. Cái tài nó tệ cái còi súng AK vậy. Tôi không tỉnh ông muốn hủy giấy thì từ từ tôi móc giấy tôi lưa ông coi. Tôi móc giấy. Tôi móc giấy từ từ lưa cho ông. Ông cầm cái giấy tôi, ông lật tới lật lui. Ông ngó cái mặt tôi, ông ngó cái giấy tôi. Ông chê giấy từ giấy giả. Tôi thề ông cái giấy từ giấy thiệt mà. Cái giấy này Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nó cấp cho tôi mà. Bạn bè tôi, cảnh sát trước 75 ai cũng biết tôi xài giấy thiệt, không bao giờ tôi xài giấy giả. Không biết đi, có cặt một cặt được thôi. Chết mẹ rồi, bây giờ nó hủy tới cặt mình vậy. Đưa giấy nó chê, nó không chịu, giờ nó lại coi cặt. Muốn là tôi mua cặt tôi lưu cho coi. Tôi móc cạc tôi, ông lừng có làm mới, ông lẻ cái tay ra khỏi cái cò súng đi, ông lẻ đó. Dũi ông nói chuyện, ông quên, ông bấm một cái chết mẹ tôi à. Rồi, tôi tiêu quá rồi. Tôi dung rồi, tôi móc cạc tôi lưa cho ông coi. Ông cầm cạc tôi ngó lùi, ông ngó cái mặt tôi, ông cũng che cạc tôi cạc giả luôn. Trời ơi, tôi nói, cái gì ông cũng che giả hết trơn chứ làm cái gì thiệt. Tôi thề với ông lắm, cái cặp của tôi nè, con vợ tôi nó biết cặp thiệt mà. Trời ơi, ỉ với nó mấy chục năm mà nó khen cặp tôi cặp thiệt chứ. Con mình ông là chê cặp tôi cặp giả. Nó nói cặp này cặp xanh. Trời ơi, nó nói cặp tôi cặp xanh á. Cái thẻ kiểm tra của mình mà nó kêu bằng cặp xanh. Tôi hỏi chứ bây giờ ông muốn cái gì? Nó nói có cặp lỏ, muốn cặp lỏ luôn coi. Chết mẹ, bây giờ nó lòi coi cặp lỏ mình. Quý vị biết cặc lỗ gì không? Cặc lỗ là cái cặc của quân bản đó. Sau cái ngày 30 tháng 4 vô đó, tăng ký đó, thanh niên từ 18 tuổi tới 35 tuổi phải tăng ký, lấy cái cặc đi thi hành nghĩa vụ quân sự đặng mà xâm chiếm Campuchia rồi đó. Cái lỗ đó kêu cặc lỗ. Tôi hỏi trời ơi, tôi nứng rồi. Tôi nứng quá rồi, tóc tôi bạc hết chân rồi, làm sao tôi có cặc lỗ nữa không coi? 18 tới 35 tuổi mới có quyền có cặc lỗ. Tôi khỏi 35 tuổi rồi, tôi làm sao có cặc lỗ luôn ông coi. Tôi cãi lộn với nó mà. Mình ngon chứ, có ăn hiếp mình quá lâu có liệu. Rồi,
Nói tôi lộn xộn á, ở trên xe là tự giác, người nào cắt giấy lộn xộn xuống xe hết. Chết mẹ ơi. Nó nói ai trên xe này là cắt giấy lộn xộn đi xuống xe hết. Nó nói xuống hết, tự giác. Lúc nào lộn xộn là ngoan cố tập bắn một cái chết mẹ. Rồi ở trên xe đi xuống, tôi thấy cắt giấy lộn xộn cũng nhiều lắm mà. Xuống dưới, nó đứng ngay cái cửa xe, nó nói ai xuống trước lưng trước, ai xuống sau lưng sau, lưng sát vô, lưng có trật tự làng hoàng, lưng làng hoàng tôi coi. Rồi tôi xuống, tôi cũng bắt trước, tôi lưng làng hoàng, lưng người một là sát vô cái đít. À, nó thì tôi nó liêm và nó liêm lội, nó liêm tôi nó liêm lùi, mình thì dùng muốn thấy mẹ, nó cứ liêm vài. Trời ơi, tôi dột quá, tôi nổi tóc cái hết trơn à. Ây da, công an cái cộng sản kỳ quá chứ. Tôi nói giờ ông muốn gì đó, thẳng thà đi, em bắn mẹ nó đi, ông đi tới ông liếm cả chục lần vậy làm sao chịu nổi. Thì nó liếm liếm liếm, cái nó mấy người lại cắt cái lộn xộn nó đi vô lùn. Nó chỉ cái lùn á, ngay ngã ba đó, nó biểu đi vô lùn hết. Ai cắt cái lộn xộn vô lùn hết hết. Tôi ngó coi cái lùn ở lâu. Trời ơi, cái lùn gì kỳ quá. Giống cái lùn cua à. Vỏ xíu à. Mà cặt giấy lộn xộn gần 100 người. Đi vô trong cái lùn nó làm sao mà ngồi xuống, làm sao nứng lên ngồi xuống được. Nứng không còn hóng liệt nữa làm sao ngồi chứ. Rồi, nhưng mà nó có súng, mình phải chịu thua. Đi từ chung vô lùn hết. Gần 100 người vô cái lùn chút xíu nó ngột muốn chết mẹ luôn. Nó dốt ở là một thừng lẻ. Một ngày nó cho ăn hai cục bột bánh mì lắm, cùng một khoai mì lắm. Dớt dày à, nó cho miếng muối mà nó không cho nước uống. Dốt ở trong đó. Một bữa cái tôi nghe nó thổi tôi hít. Bé 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 bé. Có cái xe vận tải bụi lắm à. Dê vô chỗ cái cục cờ. Trước cái sân lùn á. Cái nó mở cái tâm cố ra, tôi nghe mở cửa cứ giáp, nó mở banh cái cửa lùn ra, nó biểu ai trong lùn ra hết. Trời ơi, dùng ba giờ chết mẹ nó lên mình lấy lâu để coi coi, đi giờ diêu hết, sắp hàng một, một hàng vậy là 30 người, hàng thứ nhất 30 người, hàng này 29 người, hàng này 28 người, nó cử tôi làm đội trưởng của cái hàng 28 lên, nó bắt tôi liếm coi. Tôi đi tới tôi liếm qua liếm lội liếm lũ hàm tam lượt. Rồi tôi báo cáo nó thường căn bộ và tôi liếm rồi. Lũ, lội của tôi lũ 28 thằng. Rồi nó nói lũ rồi thì leo lên xe. Leo tất cả lên xe rồi. Ai báo cáo cái lội của mình. Nó chạy một hồi gần 2 tiếng mà trời giáp em rồi 6-7 giờ tối rồi. Nó chạy tới 8 giờ mấy 9 giờ tối. Nó thắng cái ghé. Cái tôi hỏi chứ. Ê trời ơi anh tôi. Trời ơi, tụi nó chở mình đi lâu, tự nhiên cũng nó chở đi lâu. Coi chừng nó chở lê băng lên, nó lập lầu, nó bắn mình, nó bắn tập thể, nó chôn mình là vợ con mình khổ lắm mà. Ôi mẹ trời ơi, vợ tôi thưa thật với anh là tôi lơ, lông tàu vượt biên ngần ly rồi, mẹ nó lên đi lâu vậy anh tôi biết không? Cái này, anh bình tĩnh lấy tôi coi, anh ghen cái tâm vô lệnh coi. Anh nói, chết mẹ rồi. Ây da, cái gì vậy anh tôi? Nói, trời ơi, tuần lễ trước nó dốc mình lùn trên, bây giờ nó tem mình xuống lùn dưới. Tôi nói lùn dưới thì sao? Lùn dưới nguy hiểm lắm, vô lùn dưới là không có da lượt. Kẹt ở trong lô luôn à. Muốn da phải lừa vàng mới da lượt. Trời ơi, bỏ vô lùn mà phải có vàng mới da lượt. Tôi sợ quá. Rồi, nhảy xuống hết. Cái nó thổi tôi hít. Bé 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 bé. Lội ai lém lội đó? Lộ chưa? Bao cái tình hình. Cái tôi liếm. Tôi nâng thu thật với bà con tôi dùng vai rồi. Nghe nói vô lùn dưới da không lực tôi dùng quá không biết chừng nào gặp vợ con ở ngoài nó đi vượt biên cái tàu nó chạy chết mẹ tôi chứ vợ tôi nó bỏ lại tôi có làm cái gì ăn trời ơi cái tôi lưng trước cửa lùn mà sụi thật tôi ngó vô trong lùn tôi thấy len thui à. lúc là len thui ở trong mấy trăm người à gần 1000 người ở trong cái lùn dưới á nó dốt người ta lông quá mà tôi vĩnh quá. Tôi trước đứng trước cửa lùn, tôi li tới li lùi, tôi liếm cái lùn với tôi. Tôi liếm và liếm lội, liếm tôi, liếm lùi, tôi liếm hoài, sao có 27 nữa. Vậy là có một thằng nó chạy trốn rồi. Tôi sợ quá. Tôi lội, tôi báo cáo ông cán bộ chết mẹ rồi, tôi thú thật ông lắm. Cái lội tôi hồi nãy trên lùn trên tôi liếm 28 lứa, bây giờ xuống lùn dưới nó chạy mất hết lứa đi, nó trùng đi lầu tường bên.
Thôi mày liếm kỹ coi, tôi liếm quá trời, tôi liếm muốn ngại cái lưỡi, muốn dụng cái lưỡi tôi nha. Cũng có 27 lưỡi. Cái nó giọng bá súng tôi vô, ngực tôi cái ấm. Lũ mẹ còn mày lưỡi nữa anh chị. Thành ra tôi nghe xuống lùng dưới tôi sợ quá, tôi quên liếm tôi. Tôi liếm, à không à, tôi không có liếm tôi. Làm sao lũ 28 lưỡi. Cái tôi cười tôi nói tôi, tại tôi quên liếm tôi. Ông cán bộ thông cảm giùm ha. Tôi vợ ông liếm tôi thành ra tôi biết. Là mày 28 lũ chưa? Lũ rồi, đi thẳng vô luôn. Rồi ra lệnh vô lồn nữa. Công an việc động kỳ á, ngập bệnh lâu nó cứ mời ăn uống cà phê, hủ tiếu ăn cà lem gì hết trơn. Nó cứ chỉ lồn vô hoài. Trời ơi vô lồn vậy. Tôi thấy anh em người ta nó lao lồn, nó móc lất nè. Nó xúc cắt à. Nó xúc cắt, nó tụ năm tụ ba nó xúc cắt. Trời ơi nó xúc cắt, nó tắm tắp cái nền đó, nó xây già tù mối đó. Tôi vô trong, tôi cũng đi lao lồn với anh em. Một tháng sau, trời ơi tôi lương làm lao lộng lất đó, con cái cục lất nào cũng giống con heo hoa vậy. Thảy qua chụp, thảy qua chụp, thảy qua chụp, thằng nào chụp mà thảy không kịp đó, lất nó lè xuống cũng chết mẹ rồi. Chừng 2 phút à là kể như chôn luôn. Rồi lương làm lao lộng mệt quá, thảy đó chụp này, chụp 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 này, chụp chụp thảy cục lất cho nó chụp. Cái tự nhiên tôi thấy ở trên cái bờ lê xa xa đó có cái bông hồng thấp thoáng ly vô. Một tháng rồi mình không có ngập lặng à, người lẹp đó mình thấy có người lẹp ly vô ở xa xa đó, mình cũng vừa làm mà vừa ngó với ai vậy, cái bóng phụ nữ nào và thiếu nữ nào, con gái nào lẹp quá vậy, mình thấy xung lùng cũng luôn lao rồi nó ly lại ngần ngần ngần. Cái tôi ngó kỹ cái tôi thấy con vợ tôi, ai da con vợ tôi ly lâu đây mà tôi thấy có 2-3 thằng công an nó cầm súng AK nó ngạt lừa cô nó cận vậy. Tôi nghĩ trong đầu tôi bắt 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 bắt. Tôi nói chết mẹ rồi, mình đĩa tù. Mình lo vượt biên để lo tương lai vợ con đi vượt biên để mà xây dựng cuộc đời mới, tìm bến tự do. Để già mình nữa tù, vợ mình nó ở già nó ngoại tình, nó lấy cán bộ cao cấp rồi. Cho nên nó ly nó mới có công an ngặt lời cô. Tôi thấy nó lâu có thấy tôi, nó tì qua. Tôi tiếp tục tôi lao lộng. Tự nhiên tôi nghe trên cái lo nó kêu lên: A Bành Thô lên sửa soạn lò lạc cá nhân trình viện trưởng trại quản lý đó, nó quản lý cái trại cái thằng công an đó, đại quý thiếu tá gì tôi không biết nữa. Rồi tôi sửa soạn, tôi lên, tôi lúng không, tôi đi lên, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Ê, tự nhiên tôi thấy con vợ tôi ngồi ở trước mặt nó, ngồi nghe làng hoàng, có công an đứng làm sao ngát làng hoàng. Cái là anh sửa soạn lò là cá nhân ký cái giấy đi về. Cái tôi lên, tôi ngó con vợ tôi khen nó chứ, kệ chứ, mình cũng anh hùng chứ, chết rồi chết chứ, mình đâu có ngán ai. Cái tôi ngó con vợ tôi nghĩ trong bụng tôi nói: mày ngon quá ha, tao đi tổ chức vượt biên cho mày, vượt biên ỉ già mày ngoại tình, mày lấy cán bộ cao cấp, bây giờ mày ra đây mày còn muốn nói cái gì? Cái nói: anh ngó tôi cái gì? Anh ngó tôi cái gì? Vợ tôi nói: ngó cái gì là thòn, sửa soạn này ký tên đi về đi anh ơi. Tôi nói tôi khốn nghe, tôi nghĩ là nó bỏ tôi, nó phản trách, nó ngoại tình rồi. Tôi giận quá, tôi nói tao không về, tao chết luôn trong lòng này, không ly lâu á, thẳng thà tao chết luôn ở trong lần này, chứ tao dứt lên không về. Mày là con làm bà bán chắc, bây giờ mày lại cái lời anh đừng có nói vậy, em bán cái bàn thờ ông cố nội anh rồi. Vợ tôi nói: nó bán cái bàn thờ ông cố nội tôi, cái bàn thờ khảm xa trừ mắc tiền lắm á. Ông Phạm Văn Lòng đó, ông thích cái lo lắm, ông cho vô hết, mua hết tất cả các bàn thờ, cái nghế mà khảm xa cừ đó ông đem về miền Bắc Hà Nội hết trơn. Lớp đồng hồ bàn thờ ông có lỗi anh em bán rồi, ký tên đi cha lỗi ơi về. Tao ngừng chạy rồi. Cái tôi nghe vậy cái tôi mau vậy cái đó, tôi chạy lại tôi ký tên, tôi ký tên nghe nói rồi lên, tôi cảm ơn ông bộ, tôi ký tên rồi bây giờ sao sửa xong đi về. Cái tôi sửa xong đi về. Kính thưa quý vị, sống như chế lộ con sẵn chịu không nổi đâu, ai có sống rồi biết mà, bàn thờ ông có lỗi ông có ngoại gì cũng phải bán hết đi, bán hết cả cửa, bàn thờ ông có lỗi có ngoại tổ tiên gì bán hết, tìm lương vô bên. Tôi nghe lời vợ tôi ký tên, tôi vượt biên qua tới đây, tôi kể cái chuyện lao lòng của gia đình tôi cho quý vị nghe, quý vị có thông cảm mà chia sẻ với tôi. Quý vị nào chưa có lao lòng thì không biết làm sao, chứ có lao lòng thì mới thông cảm tôi. Tôi cảm ơn quý vị vì vậy, cho nên ngày nay tôi mới có mặt ở cái chỗ này, tôi kể cái chuyện này cho quý vị nghe. Có cái gì không phải quý vị thông cảm bỏ lỗi cho thằng thòn này ha.